Rồi rồi, có tin vui anh chị ơi. Mình Nguyễn thân chào tất cả anh chị và các bạn nha. Tiếp tục quay trở lại cập nhật những cái thông tin nóng nhất, những cái diễn biến mới nhất liên quan về cái sự việc của em Vũ ôm Di Chúc đòi nhà. Sáng hôm nay là sáng ngày 1 tháng 4, ngày đầu tháng 4 nha mọi người. Thì mình mời mọi người lắng nghe cái thông tin chi tiết ạ. Xin chào cô bác anh chị, quý khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube của tất cả các anh em. Trong cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay thì một cái câu chuyện mà rất nhiều cô chú bác đang quan tâm, đó là cái điều mà nhiều khán giả đang mong chờ, cái câu chuyện mà cái anh chủ nhà đó thì khi nào sẽ dọn đồ để trao trả lại căn nhà cho em Vũ, sau khi mà những cái giấy tờ pháp lý nó giờ đã quá rõ ràng, và bên phía ủy ban phường, công an phường cũng như là bên phía luật sư cũng đã xác nhận. Thì theo anh Minh chia có phân tích gì thêm về vấn đề này không anh? Chào em nha, thì chào tất cả mọi người đang quan tâm về cái câu chuyện của em Vũ ôm Di Chúc đòi nhà. Thì hôm nay là thứ hai ngày 1 tháng 4, cập nhật tình hình mới nhất. Mình phải nói rõ những cái ngày giờ để cho mọi người biết được những cái thông tin mới và cái điều mọi người quan tâm, đó là cái sự việc của em Vũ khi nào thì mới chính thức trở về lại cái căn nhà đó và đặt những cái di ảnh của ông bà nội cũng như là cha mẹ lên có một cái nơi thờ cúng trang nghiêm theo những cái lời mà trước khi ông bà nội qua đời đã di nguyện lại, có di chúc hẳn hoi, có dấu mộc đỏ của cơ quan cấp, thì cái đó là điều không thể nào chối cãi được. Còn cái vấn đề hôm nay thì thứ hai đầu tuần thì chắc chắn là chú Ngọc sẽ có những cái vấn đề liên quan để mà tiến hành giúp đỡ em Vũ làm việc. Thì phải nói rằng mình phải đẩy nhanh cái tiến độ như vậy thì mình mới có thể mà làm vụ việc này nó sáng tỏ được. Có rất là nhiều anh chị cũng là nói là thật sự không biết như thế nào, nhưng mà có những cái bình luận nói là tụi bay đú theo nghĩa em nghĩa đó. Thì thật sự mà nói á, nói như thế này, mỗi người góp một cái tiếng nói á, thì cái sự việc này nó mới là lan tỏa được. Mọi người thấy rằng khi mà cái ngày mà em Vũ với chú Ngọc đưa những cái tấm hình nó lên thì xuất phát từ đâu, cái này mình không tiện nói, nhưng mà mọi người xem thấy những cái hình ảnh mà em Vũ đến căn nhà đó cầm những cái tấm hình của ông bà nội và cha mẹ đứng trước nhà đó thì phải nói nhìn thấy rất là xót xa luôn. Còn quay trở lại với cái câu chuyện mà khi nào dọn về căn nhà đó thì chắc chắn là nó có phải có một khoảng thời gian em. Tuy rằng thì bước ban đầu á thì mình làm vậy thì rất là khả thi, nhưng mà kế tiếp thì mình cũng phải là chờ đợi những cái thông tin chính xác từ chú Ngọc, cũng như là bây giờ thì cơ quan thì cũng đang xem xét giải quyết theo cái trình tự. Thì cũng rất là có khả năng là cái vụ việc này sẽ là đưa ra để mà giải quyết đó giữa các bên ở những người bên trong căn nhà đó, thì chắc chắn rằng họ phải xuất trình được những cái giấy tờ có liên quan cái căn nhà đó, là nó có giấy tờ pháp lý liên quan tới việc mua bán. Nếu mà căn nhà đó là họ mua là phải xuất trình được những cái giấy tờ hợp pháp. Còn nếu mà thuê thì đơn giản quá, nếu mà trong cái trường hợp thuê á thì em Vũ là dọn đồ về căn nhà đó sẽ rất là nhanh luôn nha em. Theo như anh đánh giá là vậy, nếu mà bà con này cho thuê. Còn nếu mà mua nha, nếu mà trong cái tình huống mà cái thanh niên nói là tôi đã mua căn nhà đó thì chắc chắn rằng họ phải xuất trình được những cái giấy tờ hợp pháp về căn nhà đó. Mà em nghĩ không, cái giấy tờ mà mua bán thì như thế nào, anh nói thật sự mọi người cũng biết rồi, nói chung mình nói đi nói lại rất là nhiều lần, nhưng mà mua bán cái quyền quyết định là do em Vũ, tuy rằng là em Vũ chưa có sang tên sang tên cái tài sản đó qua tên em Vũ, nhưng mà từ khi ông bà nội mất là đã mở thừa kế rồi, giấy tờ này kia thì nó cũng đã lưu ở cơ quan địa phương rồi, em không có chạy đâu được hết đó. Cho nên là mọi người yên tâm, tại vì bây giờ là chú Ngọc á cũng là đang làm việc cũng nhờ luật sư nè đó vào cuộc. Nói chung ra những cái vụ này á thì nó phải mất thời gian, nó thấp nhất á
nhanh nhất là cũng phải là 1 tháng hoặc là 3 tháng em, tùy theo cái tình hình nó phức tạp hay không nữa. Tại vì nghe nói là căn nhà này là lúc ban đầu chú Ngọc nói là vẫn còn ông bà nội đứng tên, thì cái đó là phải nói rằng theo anh đánh giá là một cái tín hiệu rất là khả quan luôn. Khả năng là sẽ là khả năng là sẽ lấy lại căn nhà này là cao đó em, cao đó, tại vì ông bà nội vẫn còn đứng tên, theo anh đánh giá là như vậy. Còn cái vấn đề mà dọn đồ về ở căn nhà đó thì em thấy là phía bên những người trong căn nhà đó thì bây giờ là họ vẫn là sửa sang cái gì đó. Bữa hổm thì em đi nghe em thấy đúng không, sửa sang rồi lắp đặt thêm những cái thiết bị an ninh này kia, thì cái đó cái chuyện của họ, nhưng mà mình phải là tuân thủ theo cái quy trình, cái trình tự của cơ quan chức năng, mình đừng có nóng vội đó. Là mọi người cũng nên hết sức là bình tĩnh, đừng có tới trước căn nhà đã làm gì, không cần thiết mà mình tới trước căn nhà ở đâu. Tại vì bây giờ là những người có liên quan đó, họ mới là chịu trách nhiệm đó, để mà giáp mặt với nhau làm việc ở trên cơ quan thôi, chứ không thể nào mà nói bằng miệng được em. Nó qua nó lại bằng miệng, nó không có giải quyết được cái gì hết đó. Mình chỉ tới giáp mặt trực tiếp những người có liên quan và tới gặp đó, lên trên cơ quan chức năng làm việc thôi đó. Giống như lúc đầu em thấy không, cái thời gian nó cứ kéo dài. Tại vì sao? Mình cái tài sản của mình mà mình không có cương quyết, mình không có làm cứng rắn, không có làm mạnh mẽ thì cái vụ việc này nó sẽ kéo dài đó. Cho nên cái lúc mà đem những cái tấm hình nó lên đó, thì cái vụ việc này nó sẽ đẩy mạnh lên, đúng không? Mình làm đúng theo cái thủ tục của pháp luật, mình không có gây rối hay là cái gì đó thì mình không có gì sợ hết. Vàng thật thì không sợ lửa, tại cái nhà đó rõ ràng là giấy tờ này kia rồi, tôi có đứng tên trong cái di chúc. Chẳng qua là tôi chưa có sang tên tài sản đó. Nếu mà sang tên qua tài sản đó thì đâu có chuyện như ngày hôm nay đâu, đúng không em? Đúng rồi. Thì cái câu chuyện mà rất nhiều của chú bác người ta thấy là em Vũ bây giờ là cũng không có chỗ ở, mà cái di ảnh của mấy ông bà giờ cũng phải ôm theo bên mình á, thấy cũng rất là xót xa. Nhiều của chú bác người ta còn sốt ruột, nói là thằng Vũ nó hiền chứ hôm trước mà nếu như mà cái thằng thanh niên kia mà nó không có giấy tờ gì mà liên quan đến căn nhà, nó có thể đuổi nó ra luôn và nhờ công an là niêm phong cái nhà lại. Tại vì mình là người có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến căn nhà đó nên mình mới có cái quyền đó. Đúng còn rồi. Cái thanh niên đó mà lên tiếng thách thức mà nói là nhà này tao mua tao bán nhưng mà không có giấy tờ thì phải có giấy tờ, chứ còn nói không thì ai nói trả được. Đúng không anh? Mình có cái quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bằng những cái giấy tờ nó minh bạch, nó rõ ràng. Anh ở trong những cái nhà đó giống như chú Ngọc nè, nói em là chú Ngọc nói là không nói tới bà cô đó nữa là như thế nào? Không phải là không nói, nhưng mà ở đây là phải làm trực tiếp với những người bên trong căn nhà đó thì nó sẽ ra cái câu chuyện. Tại vì bây giờ anh ở trong căn nhà đó là cái nhà này anh mua là như thế nào, giấy tờ này kia rồi như thế nào đó, phải minh bạch trong cái vấn đề đó. Chứ bây giờ không thể nào mà một cái căn nhà mà đứng hai cái tên chủ quyền em. Giống như mình đi xe đó, xe máy đó, hai cái bảng số xe giống nhau thì nó phải có một cái bảng số thật và một cái bảng số giả, đúng không? Không nào mà hai cái bảng số xe nó giống nhau được. Đúng rồi. Còn đây là một cái số tài sản, em nghĩ là một cái nhà mà trị giá đâu nhỏ đâu, gần cả chục tỷ. Không hề nhỏ nha em, cho nên cái vụ việc này nó rất là phức tạp. Cần phải có một cái thời gian để mà cơ quan chức năng người ta xem xét giữa các bên có liên quan và sau đó thì người ta sẽ giải quyết cho mình một cách ổn thỏa nhất và một cách là coi như là công bằng nhất. Dạ thì cái điều đó rất nhiều khán giả người ta cũng đang mong chờ đó, mong chờ những cái tin vui đó. Thì tới đây mấy anh em mình trong cái bản tin buổi sáng hôm nay chắc mình trao đổi đến đây thôi anh. Thì cô chú bác chúng ta tiếp tục bấm đăng ký, like và share để tiếp tục đón nhận những cái thông tin mới trên kênh của tất cả các anh em. Điều mà rất nhiều cô chú bác lúc này đang mong chờ đó là em Vũ sớm lấy được căn nhà. Đó là cái điều mà rất nhiều cô chú bác gần xa, các anh em khán giả đang mong chờ. Anh Minh Nguyễn có chia sẻ gì thêm không anh? Rồi thì tất cả mọi người thì cũng yên tâm đi, pháp luật rất là công bằng, cho nên là mọi người cứ chờ đợi một thời gian tiếp theo nữa. Thì cũng tin tưởng vào cơ quan chức năng cũng như là chú Ngọc là người cha nuôi sẽ là hỗ trợ nhiệt tình cho em Vũ nha mọi người. Thì thôi thì anh cũng có nhiêu đó để chia sẻ tới mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào nha. Dạ vâng.